Kính chào quý vị đến với bản tin văn hóa và nghệ thuật với Thùy Nga. Và mở đầu bản tin hôm nay là một bản tin từ London. Kính thưa quý vị, ảnh bìa album Abbey Road năm 1969 kinh điển của ban nhạc The Beatles được nhiều người hâm mộ lâu nay thật ra chỉ là ảnh chụp lại. Trong tấm ảnh này, John Lennon trong bộ vest màu trắng dẫn đầu nhóm nhạc băng qua ngã tư từ hướng bên trái sang phải. Hậu cảnh là một chiếc Volkswagen Beetle. Ringo Starr đi theo sau Lennon, đằng sau Ringo là Paul McCartney đi chân trần và kế đó là George Harrison. Còn ảnh chụp đầu tiên được đem đấu giá cho thấy Lennon đang dẫn đầu nhóm đi từ phải sang trái. Ngoài sự khác biệt tư thế và khoảng cách, McCartney lúc ấy đang mang giày xăng đan. Ian McLemulin là nhiếp ảnh gia quá cố, người đã chụp bức ảnh phát biểu vào năm 1989, cho rằng bức ảnh này được coi là biểu tượng của những năm 1960. McMillan nghĩ lý do để nó trở nên nổi tiếng như vậy chính là vì nó rất đơn giản nhưng lại được chụp một cách có phong cách. Ngoài ra, nó được chụp ở mọi nơi mà mọi người đều có thể xuất hiện trong ảnh, đó là nơi mọi người vẫn có thể đi bộ. Ý tưởng bìa đĩa nhạc do Paul McCartney nghĩ ra, ông đã vẽ một bản phác thảo chính xác những gì ông muốn bìa đĩa phải có. McMillan đã chụp tổng cộng 6 tấm ảnh trong vòng 10 phút bên ngoài phòng thu Abbey Road ở khu sang John Wood ở London. Giá đấu giá Bloomsbury dự kiến là từ 7.000 cho đến 9.000 bảng Anh, tương đương với 11.300 cho đến 14.500 Mỹ Kim khi đưa ra bán vào ngày thứ Ba, 22 tháng 5. Nhưng theo Sarah Wheeler, chuyên gia nhiếp ảnh nhà đấu giá Bloomsbury, thì cho biết rằng giá của bức ảnh có thể tăng gấp đôi và thậm chí lên đến 20.000 bảng Anh, tương đương với 31.500 Mỹ Kim. Và kính thưa quý vị, tin từ Manila. Dù có những người phản đối, hàng vạn thanh niên ở Phi Luật Tân đã đến tham dự hai buổi trình diễn của Lady Gaga, là dịp để tỏ lòng ngưỡng mộ phong cách biểu diễn âm nhạc và phục sức phóng túng của người nghệ sĩ này. 40.000 người đã mua vé với giá tới 367 Mỹ Kim để xem buổi biểu diễn Born This Way tại sân SM Arena trong hai ngày đầu tiên ở Manila. Dù được ca ngợi, Lady Gaga cũng bị nhiều người phản đối ở Phi Luật Tân vì đĩa đơn Judas đã nhạo báng niềm tin của Giáo hội Thiên Chúa Giáo. Một sinh viên tên là May Lee nói cô hy vọng mọi người hiểu không phải họ bực bội với Lady Gaga mà vì cách cô ta dùng ca từ phỉ báng và các biểu tượng tôn giáo trong video ca nhạc. Có nhóm thanh niên công giáo Phi Luật Tân đã thắp nến cầu nguyện cho trẻ em để tránh ảnh hưởng của Lady Gaga mà họ gọi là quái vật. Chuyến lưu diễn của Lady Gaga chưa rõ có được trình diễn tại Jakarta của Nam Dương vào đầu tháng 6 hay không do bị phản đối của giới Hồi giáo bảo thủ. Cảnh sát Jakarta phải đắn đo vì Hội đồng Ulama tối cao của Hồi giáo Nam Dương đã lên án nhạc của Lady Gaga. Trước đó, một số bài hát của người nữ nghệ sĩ này cũng bị Bộ Văn hóa Trung Quốc cho vào sổ đen. Và kính thưa quý vị, không phải là lực sĩ, cũng không phải mang quốc tịch Anh, nhưng thành viên của nhóm The Black Eyed Peas là nghệ sĩ Will.i.am cũng có cơ hội được cầm ngọn đuốc Olympic. Phần lớn trong số 8.000 người cầm đuốc được lựa chọn sau khi được gia đình và bạn bè đề cử bởi những công việc cộng đồng họ đã từng làm. Nhưng ngôi sao người Mỹ và là giám khảo của cuộc thi The Voice Will.i.am cũng đã vinh dự được cầm ngọn đuốc Olympic dù không phải là lực sĩ hoặc mang quốc tịch Anh. Will.i.am là người thứ 109 được rước đuốc trong hành trình dài 8.000 dặm kéo dài 70 ngày. Anh đã khuấy động không khí trong thị trấn nhỏ Taunton tại Somerset của nước Anh với quãng đường chạy khoảng 1 dặm. Trong lúc chạy, ca sĩ ngôi sao cũng dành ra thời gian để chụp ảnh với những người hâm mộ của mình cùng ngọn đuốc. Anh cũng đã đăng vài bức ảnh lên trang mạng xã hội Twitter. Ngôi sao 37 tuổi thừa nhận mình đã bị ám ảnh với trang mạng xã hội Twitter và trong lúc rước đuốc, anh liên tục đăng tin để cập nhật với những người hâm mộ. Will.i.am là thành viên của nhóm nhạc Mỹ mang tên The Black Eyed Peas. Anh tên thật là William James Adams Jr. Hành trình tiếp theo trong 70 ngày rước đuốc sẽ diễn ra tại Lands End vào ngày 26 tháng 5. Dự trù 8.000 dặm rước đuốc sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 6 trước thềm khai mạc Thế vận hội. Nhiều người cầm đuốc khác đã rao bán ngọn đuốc của mình trên trang eBay với giá khoảng 100.000 bảng Anh cho những ai muốn sở hữu một phần của lịch sử. Tuy nhiên, Will.i.am nói với người hâm mộ rằng anh sẽ mang ngọn đuốc về nhà và chụp ảnh kỷ niệm với nó. Và kính thưa quý vị, tin từ Los Angeles, có vẻ như mọi thứ đến với Justin Bieber đều màu hồng, mọi lĩnh vực và chàng ca sĩ tuổi teen tham gia đều gặt hái nhiều thành công vang dội. Điều này được minh chứng rõ hơn khi dòng nước hoa đầu tiên, sản phẩm đánh dấu mốc trong lĩnh vực mới mà Justin Bieber chạm tay lại được vinh danh tại giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp nước hoa, giải Oscar nước hoa.
Không dừng lại ở ước mơ chinh phục fan trên toàn thế giới bằng khả năng âm nhạc, chàng ca sĩ của hit Boyfriend còn muốn mang dấu ấn riêng đến công chúng hâm mộ bằng sản phẩm nước hoa đầu tay Someday dành cho phái nữ. Với mẫu chai đáng yêu, Someday hướng đến đối tượng khách hàng trẻ và năng động. Một dòng nước hoa mang nốt hương hoa của quả ngọt và nhận được giải thưởng Elizabeth Taylor Fragrance Celebrity of the Year Award. Đây là giải thưởng tôn vinh những người nổi tiếng đóng góp đáng kể vào sự phát triển của thế giới mùi hương. Lễ trao giải diễn ra trong tuần này và Justin cho biết mình rất vinh hạnh khi được xướng tên cho giải thưởng Elizabeth Taylor Fragrance Celebrity of the Year. Điều này đồng nghĩa với sự ủng hộ và ưu ái to lớn từ người hâm mộ của anh và Hiệp hội Nước Hoa Thế Giới. Anh sẽ chia sẻ thành công này với những tổ chức từ thiện và phần thưởng này khiến anh nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp. Và hơn hết là anh đã mang đến cho các bạn gái một mùi hương thật tuyệt vời. Người đặt giải thưởng Elizabeth Taylor Fragrance Celebrity of the Year năm ngoái, không ai khác ngoài nữ diễn viên Halle Berry đã bày tỏ niềm vui sướng và biết ơn cố diễn viên huyền thoại Elizabeth Taylor. Và kính thưa quý vị, tin từ Cannes. Qua tác phẩm điện ảnh mới nhất Love, tựa đề tiếng Pháp là Amour, đạo diễn người Áo Michael Haneke sẽ đưa tất cả các khán giả có mặt tại đại hội phim Cannes đến với thế giới tử thần, nơi chúng ta phải đối mặt với một thực tế rằng cái chết là điều không ai có thể tránh khỏi. Love là câu chuyện của một cặp vợ chồng lớn tuổi, trước đây vốn là giáo viên dạy nhạc và đang tận hưởng những ngày nghỉ hưu thoải mái ở Paris. Nhưng cuộc sống của họ thật sự bước sang một trang mới khi nhân vật Anne do Emmanuel Riva thủ vai bị đột quỵ. Đây là một bộ phim nghiêm túc, rất giống phim tài liệu nhưng với chuỗi sự kiện đau đớn và hãi hùng hơn nhiều. Các tình tiết khá đơn giản nhưng lại có sức ảnh hưởng khá lớn và đầy tính nhân văn. Emmanuel Riva là nữ diễn viên nổi tiếng trong bộ phim Hiroshima Mon Amour năm 1959, phát biểu trong một buổi họp báo. Chồng của Anne, ông George, do John Lewis Tickinen thủ vai, khiến tất cả mọi người phải khâm phục và rơi nước mắt khi chứng kiến ông phải cố gắng vượt qua nỗi đau như thế nào khi chăm sóc người vợ bệnh tật. Bộ phim cũng không kém phần thương cảm qua cảnh sinh hoạt hàng ngày của cặp vợ chồng lớn tuổi. Trong phim, khán giả sẽ chứng kiến cảnh George đỡ Anne ra khỏi giường và bế bà lên chiếc xe lăn, đưa bà đến nhà tắm hay giúp bà tập những bài tập thể dục đơn giản. Qua những cảnh quay, theo giới phê bình là rất khó này, khán giả sẽ có cảm giác như mình đang sống trong thế giới của họ và cảm thấy đau xót khi họ bắt đầu nhận ra rằng cái chết đang mỗi lúc một gần hơn. Được công chiếu hôm Chủ nhật vừa qua tại Đại hội phim Cannes, Love được giới phê bình đánh giá cao và có thể đạo diễn Haneke sẽ có tên trong danh sách những người giành giải Cành Cọ Vàng năm 2012. Và kính thưa quý vị, tin từ Los Angeles, bộ phim hành động Battleship không thể chống lại sức nóng của The Avengers. Tuần thứ 3 liên tiếp, Avengers tiếp tục chứng minh họ không có đối thủ tại doanh thu phòng vé khi tiếp tục thu về thêm 55.1 triệu Mỹ Kim tại thị trường nội địa. Con số này đã dễ dàng đè bẹp cuốn phim mới Battleship khi bộ phim này chỉ thu về vỏn vẹn 25.3 triệu Mỹ Kim. Kể từ khi ra rạp vào cuối tháng 4, Avengers đã có những thành công vang dội trên toàn thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã thu về 1.18 tỷ Mỹ Kim, doanh thu toàn cầu. Việc thất bại của Battleship là điều khó khăn tránh khỏi, tuy nhiên vẫn khiến nhiều người cảm thấy nuối tiếc. Theo dự đoán ban đầu của các chuyên gia, bộ phim được đầu tư kinh phí lên đến 209 triệu Mỹ Kim này, ít nhất sẽ thu về khoảng 30 triệu Mỹ Kim doanh thu tại Bắc Mỹ. Trước khi ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ, Universal Pictures đã đưa Battleship ra thị trường nước ngoài cách đây vài tuần. Kể từ ngày 11 tháng 4 cho đến nay, phim đã thu về 226.8 triệu Mỹ Kim. Hiện tại, doanh thu toàn cầu của phim mới chỉ dừng lại ở con số là 252.1 triệu Mỹ Kim. Trong tuần qua, vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng thuộc về bộ phim của nam diễn viên hài Sacha Baron Cohen, The Dictator, với 17.4 triệu Mỹ Kim doanh thu. Tính từ khi công chiếu vào ngày thứ tư tuần trước, phim hiện đã thu về 24.4 triệu Mỹ Kim. Dark Shadows, bộ phim kinh dị hài hước của Johnny Depp, kết thúc ở vị trí số 4 với 12.8 triệu Mỹ Kim. Sau 2 tuần công chiếu, bộ phim hiện có 50.9 triệu Mỹ Kim. Đứng cuối cùng trong top 5 là What to Expect When You Expecting với 10.5 triệu Mỹ Kim. Bộ phim có sự tham gia của dàn sao như Jennifer Lopez, Cameron Diaz và Chris Rock. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, danh ca Robin Gibbs, đồng sáng lập ban nhạc huyền thoại Bee Gees đã qua đời ở tuổi 62 tại Bệnh viện London, Anh Quốc hôm Chủ nhật vừa qua. Trên trang mạng của Robin Gibbs đăng tải rằng gia đình Robin Gibbs vô cùng thương tiếc thông báo Robin qua đời sau cuộc chiến lâu dài chống căn bệnh ung thư ruột.
Bee Gees chính thức tan rã sau khi em trai Maurice qua đời vào tháng Giêng năm 2003. Từ đó, Robin Gibbs bắt đầu biểu diễn solo. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin văn hóa và nghệ thuật với Thùy Nga. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau.